Kim Thanh xin kính chào quý vị. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael Michalak vừa lên tiếng cáo buộc quyền tự do phát biểu của người dân Việt Nam ngày càng bị siết chặt hơn. Lời tuyên bố được đưa ra hôm 9 tháng 12, một ngày trước ngày quốc tế nhân quyền quốc tế và 4 ngày có cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai nước. Đại sứ Michael Michalak nói rằng người ta chứng kiến thấy không gian dành cho phát biểu của quần chúng ngày càng bị giới hạn. Hơn 24 người đã bị tống giam và 14 người khác đã bị kết án dù họ chỉ phát biểu quan điểm một cách ôn hòa. Ông cho hay thời gian gần đây có các vụ bắt giữ gia tăng tương tự như cuối năm ngoái, cũng như gia tăng các nỗ lực siết chặt báo chí, thông tin Internet và các hội đoàn dân sự. Hơn nữa, ông nói tiếp, trong ý kiến của tôi, không ai có thể bị tống giam chỉ vì bất đồng ý kiến với các chính sách của nhà nước hoặc bị gán cho cái tên khủng bố chỉ vì muốn đóng góp thêm ý kiến cho việc hoạch định chính sách. Ông Michael Michalak sẽ chấm dứt nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam vào tháng tới. Ông loan báo Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm vào ngày 13 tháng 12 tới đây. Trong khi người dân nghèo tỉnh Kon Tum vẫn còn tiếp tục chịu mưa nắng đãi vàng dưới chân đập thủy điện Phen Khong, tỉnh Kon Tum, các cư dân tỉnh Bắc Cạn, miền Bắc Việt Nam đang rộ lên tin một gia đình đã đãi được 7 ký vàng ròng tại một hang đá nằm cạnh quốc lộ. Báo Thanh Niên ngày 9 tháng 12 đưa tin một nông dân tên Lý Văn Sài, cư dân Bắc Cạn, đi tìm bắt rắn trong một hang sâu, vô tình nhìn thấy vàng sa khoáng đọng thành một lớp dày trong lòng hang ngập nước. Ông đãi được một cục vàng khoảng 7 ký mới quay trở về nhà, báo tin cho thân nhân, quay trở lại đãi vàng. Tin đồn lan nhanh, chỉ trong vòng mấy ngày, hàng ngàn cư dân tỉnh các xã lân cận kéo đến đen nghịt. Cho tới lúc đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Nê mới xác định rằng đúng là có vàng trong hang đá và nhiều người dân đã đãi được vàng. Báo Thanh Niên cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu người dân lập tức rời khỏi hang và loan báo sẽ cho nổ mìn để lấp, không để cho người dân tự tiện đãi vàng tiếp tục. Hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12, khoảng 100 người biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Oslo của Na Uy, một ngày trước khi giải Nobel Hòa Bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, nhà tranh đấu nhân quyền đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ với án tù 11 năm. Những người biểu tình mang theo một thỉnh nguyện thư với 100.000 chữ ký yêu cầu trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba và hô to những khẩu hiệu trả tự do cho Lưu Hiểu Ba, tự do tại Trung Quốc. Ông Lưu Hiểu Ba, năm 14 tuổi, sẽ không đến nhận được giải Nobel Hòa Bình trị giá 1.400.000 đô la. Đây là lần đầu tiên giải thưởng không được trao cho người nhận kể từ năm 1936, khi Adolf Hitler cấm nhà tranh đấu hòa bình Karl von Ossietzky đến lãnh giải. Trong một buổi họp báo, ông Thorbjørn Jagland, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, và ông Geir Lundestad, Giám đốc Viện Nobel Na Uy, cho biết buổi lễ sẽ vẫn được tổ chức ở Tòa thị cảnh Oslo vào ngày 10 tháng 12 như chương trình đã định. Ủy ban Nobel khẳng định rằng sự lựa chọn lãnh giải hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi vấn đề chính trị. Thái độ của Trung Quốc trong vụ ông Lưu Hiểu Ba đã gây phản ứng bất bình và phản đối mạnh mẽ ở Âu Châu và khắp nơi trên thế giới. Sinh viên biểu tình ở London phản đối học phí gia tăng đã tấn công chiếc xe hơi chở Hoàng tử Charles và người vợ của ông, bà Camilla. Những người biểu tình đối đầu với chiếc xe limousine chở Hoàng tử nước Anh tại khu trung tâm thương mại ở thủ đô London, đập bể cửa kính và ném sơn vào chiếc xe, làm chiếc xe phải phóng đi thật nhanh. Văn phòng của Hoàng tử Charles sau đó xác nhận sự việc, nhưng cho biết không ai bị sao cả. Cảnh sát cho biết họ không rõ gia đình hoàng gia có phải là mục tiêu của người biểu tình hay không,
hoặc chỉ đơn thuần là đi lộn vào chỗ có biểu tình. Chiếc xe limousine hiệu Rolls-Royce của hoàng tử bị bẻ kính và cửa sổ phía sau và bị dính sơn. Những người biểu tình phản đối kế hoạch do Hạ viện Anh đưa ra nhằm tăng học phí sinh viên đến 14.000 một năm. Người biểu tình tập trung gần trụ sở quốc hội, một số đánh đàn và hát những bản nhạc của ban nhạc trẻ Beatles. Tuy nhiên, có một số ném đá vào cảnh sát và ném bẻ kính một số tòa nhà của chính phủ. Hôm thứ Tư ngày 9 tháng 12, một công ty tư nhân tên là Space Exploration Technology Inc. đã thành công trong việc phóng lên quỹ đạo một vệ tinh và sau đó trở về trái đất đúng địa điểm đã định trên Thái Bình Dương. Đây là một bước ngoặt quan trọng của NASA đã từ lâu muốn các hãng tư nhân tham gia vào chương trình không gian. Hỏa tiễn Falcon 9 phóng đi từ mũi Canaveral đưa lên quỹ đạo một trong không gian tên Dragon, có đường kính 12 feet chiều cao 17 feet, tương tự như những phòng không gian mà NASA đã sử dụng trước khi có phi thuyền con thoi. Sau 3 giờ bay, Dragon hạ xuống bằng dù trên Thái Bình Dương cách bờ biển Mexico 500 miles, cách tọa Ấn Độ chỉ ít dặm. Trong chuyến bay tương lai lên không gian, phi thuyền SpaceX sẽ có thể ráp nối vào trạm không gian quốc tế trên quỹ đạo. Công ty Space Exploration Technology Inc. có trụ sở tại Hawthorne, California. Hiện nay đã có hợp đồng 1 tỷ 600 triệu đô la với NASA để thực hiện 12 chuyến mang hàng lên trạm và Orbital Science Corporation. Space Exploration Technology Inc. đã chi ra hơn 660 triệu đô la cho chuyến bay thử nghiệm và nhận được của NASA 278 triệu đô la. Công ty có 1.200 người gồm các kỹ sư, chuyên viên và công nhân đã tham gia đóng góp vào chương trình này. Bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, cảnh sát Charleston ở tiểu bang South Carolina tin rằng nhờ con két mà họ khám phá một phụ nữ bị chết vì không ai chăm sóc khi họ khám phá căn nhà hôi hám của bà. Cảnh sát nói rằng con két này đã nói ra những tiếng kêu đau đớn của một bà cụ 98 tuổi tên là Ann Copeland, làm cho các nhân viên điều tra khám xét toàn bộ căn nhà, kể cả chuồng chim ở sân sau. Theo cảnh sát viên Eric Bonnet, khi chúng tôi trùm cái mền lên con két, nó đều kêu lên những tiếng "cứu tôi với, cứu tôi với". Sau đó con két lại cười. Họ tin rằng tiếng cười là do con két bắt chước tiếng cười của con gái bà Copeland, người bị tố cáo hành hạ và bỏ mặc người mẹ dẫn đến cái chết của bà cụ. Cảnh sát viên Bonnet nói đây là trường hợp ghê rợn nhất mà ông gặp trong 17 năm làm cảnh sát. Bà Copeland, người bị phát hiện nằm trên giường buổi chiều thứ hai trong cơn đau đớn, bà qua đời ngày hôm sau, không ai chăm sóc và cho bà uống thuốc. Người con gái của bà, Gloria Park Clark, 62 tuổi, ở chung với bà, bị bắt ngay lập tức sau khi một chánh án ra lệnh và yêu cầu đóng 3.000 đồng tiền tại ngoại. Kim Thanh xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.